Vợ em cũng dùng cái này rồi đúng không? Cũng dùng rồi. À, biết dùng vào dùng vào lúc nào? Dùng vào sáng sớm. À, đúng rồi, chúng chính xác sáng sớm nhá. À. Nhưng mà hỏi lần cuối cho nào. Đi sang bên kia ngủ bao nhiêu lần, ngủ với nhau bao nhiêu lần? Cầm pe có thể văn hết buổi trả sao kia. Không, trả lời thật nghiêm túc. Hai thì tiếng xin lỗi gì? Tên à, khạc khen mà, hay thế thì là hiếm mà. Bao nhiêu lần? Hả? Bảo hai lần. Hai lần. Đấy. Ủa chị chị ủa? Ủa? Không phải cười đâu. Ủa chị thế? Đấy, đây là như thế. Chắc chắn là dính trưởng rồi. Đấy, tự nhiên lại mất cái ngàn vàng, tỷ vàng cho người ta rồi. Ngày hôm nay mình Hiếu cũng phải đi đến 4 đến 5 cửa hàng dược mới đủ can đảm để mua cái que thử này. Phải nói là lần đầu tiên mình Hiếu mua cái này ấy. Thực ra mình Hiếu cũng có vợ rồi nhưng mà vợ toàn vợ mua thôi. Đấy. Chưa bao giờ đi mua cái này. Chị chủ quán còn trêu bảo là mày mang cái này đi giải quyết cái sản phẩm ở chỗ nào. Đấy. Xong sau đó là về nhà vợ đang giấu kỹ lắm rồi nhưng mà vợ vẫn biết xong là giải thích mãi, đang nghi ngờ là mang đi giải quyết cái sản phẩm ở đâu. Thực ra là mua cho em Sinh thôi các bác ạ, mua cho em Sinh. Đấy. Sau khi cái video của mình Hiếu lên gặp gỡ em Sinh sau 2 tháng đi lấy chồng thử, gọi là 2 tháng đi lấy chồng thử. Nhiều cô bác rất là quan tâm về vấn đề em Sinh sau 2 tháng đi là có vấn đề gì không, có thai, có em bé không, quan hệ với cái người kia chưa. Rất là nhiều cô bác quan tâm cái video đấy. Và mình Hiếu cũng rất là khó. Thực ra là những cái chuyện này thì đa số là phụ nữ chủ động thôi, chứ còn mình đi mua những cái đồ như này thực ra rất ngại, phải nói rất ngại. Đấy là như thế. Vợ Minh Hiếu còn mình là vợ tự đi mua đấy, chưa được Minh Hiếu mua cho đâu. Đấy, em Sinh được Minh Hiếu mua cho cái này là phải nói là một cái điều hạnh phúc, hạnh phúc rồi. Nhưng mà khổ cái là bây giờ là khó giải thích với vợ, không biết là mang đi test ở đâu, thử ở đâu, lại loằng ngoằng. Vơ va vơ vẩn với đứa nào ở đâu chết dở. Đấy, về đánh cho sưng đít. Nên là ngày hôm nay mình Hiếu mới quay gấp cái video này. Quay gấp cái video này để giải thích tí. Gọi là công khai giải thích tí, không có là chết dở. Không cho vào nhà các thứ là chết dở. Vợ thì không dùng cái này rồi. Không đẻ nữa rồi. Đấy, không còn đẻ rồi. Đấy. Thì mua cái này về cho ai các thứ giải thích mệt phết đấy. Đấy. À, xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video ngày hôm nay của mình Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Hiện tại thì mình Hiếu đang di chuyển vào nhà Sinh Di. Phải nói ngày hôm nay thời tiết cực kỳ lạnh luôn các bác ạ. Rất là lạnh luôn. Nhiệt độ nó đến thời điểm hiện tại 4 giờ chiều thì nó rơi vào khoảng độ 3 đến 4 độ C gì đấy. Lạnh lắm. Phải nói là rất là lạnh luôn. Đấy, trong tuần vừa rồi mưa rét. Ở chỗ các bác như thế nào thì mình Hiếu không biết, nhưng mà ở trên này là cứ mây mù như thế này. Bây giờ thời điểm gần tối thì bắt đầu là sương mù bắt đầu xuống thấp hơn nữa và gây ra mưa phùn nhẹ. Đấy, nên là không khô ráo được. Còn không có quần mặc ấy, quần áo toàn treo các bếp, vắt xong là toàn treo các bếp các bác ạ, không khô được. Cứ sương mù này không khô được, khô phát là mùi thơm ngay. Nên là quần áo mặc cũng khó khăn đấy. Đấy là còn có chỗ phơi đàng hoàng. Đấy, mình Hiếu vào đầu nhà, một số nhà đồng bào còn chả có chỗ phơi, cứ vắt ở chỗ bó củi rồi là các thứ không biết là họ mặc những cái gì. Khả năng là không có gì thay. Đấy, một điều cũng không phải là đơn giản đâu, thời tiết khắc nghiệt.
ở miền Bắc nó như vậy thôi, chứ còn miền Nam của các bác thì chắc là không có kiểu thời tiết rét mướt như thế này, rét mướt. Còn vấn đề ngày hôm nay thì mình hiểu cũng có nói một chút ở phần trên rồi, là vấn đề liên quan đến em sinh. Nhiều cô bác rất là quan tâm về tình trạng, về sức khỏe của em sinh sau khi đi lấy chồng 2 tháng. Đấy. Và cũng có một số cô bác là cũng không hài lòng về vấn đề em sinh, là từ đầu là không nghe lời mình hiểu cũng như là cháu Tuấn đang bạn. Cái hôm giải thích là cấm không cho đi lấy chồng ấy, chưa cho đi lấy chồng ấy. Thì nhiều cô bác là cũng cảm thấy không hài lòng với em sinh ở cái chỗ như thế, nói không biết nghe, bây giờ là lại thành ra là như thế này, thì sợ là có hậu quả gì không. Nên ngày hôm nay là mình hiểu mình cố gắng lắm mới ra mua cái này, không phải đơn giản đâu. Đấy là như thế. Còn về cái thứ hai nữa thì ngày hôm nay thì mình hiểu cũng muốn thông tin cho tất cả quý cô bác nắm được rằng là sau khi trao đổi với bác Hoàng, Nguyễn Việt Hoàng, thì cái số tiền của bác Hoàng gửi để mua bàn ghế là khả năng mình hiểu sẽ mua trước Tết, mua một bộ bàn ghế, còn thừa bao nhiêu thì sẽ để lại góp tiền vào mua một đôi dê. Nếu mà em sinh tư tưởng ổn định và ở nhà tu trí làm ăn thì sẽ mua, còn không có thì để đây để làm quỹ cho cậu Di thôi, chứ không có thì mua về thì xong là dăm ba bữa lại tí tớn lại đi lấy chồng, lại bỏ nhà ra đi lấy chồng nháp, ví dụ thế. Lấy chồng thử, sống thử như ở thành phố các bác sống thử như ở quê, ở thôn quê của mình hiểu ở vùng sâu vùng xa thì không có kiểu sống thử mà là lấy chồng thử đấy, như ở dân tộc mình hiểu không có đâu, không có kiểu lấy chồng thử như này đâu. Đã đi là đi đàng hoàng và có sự tìm hiểu đàng hoàng, ít nhất là cũng phải biết chồng mình là nhà cửa như thế nào, hình thù ra làm sao, bố mẹ như thế nào, anh chị em làm sao, thằng này tính ở trong xóm nó có uống rượu vào nó có nát bét không, nó có biết đánh nhau với vợ không, có biết đánh người yêu, chửi người yêu các thứ không, mới lấy chứ. Chả biết mặt mũi gì cũng đi lấy, rất nguy hiểm. Rất là may một cái là không phải là đưa đi đâu ấy. Đưa sang Trung Quốc là chết dở. May là hàng rào hàng giếc, bây giờ là người ta Trung Quốc nó cũng lập hàng rào hết rồi, cũng không có cửa để đi, cũng có là không có cửa quay về đâu, nói thẳng một câu đấy, rất liều luôn. Ngay kể cả nhà chú cũng thiếu cái suy nghĩ như thế đấy, cũng không đề phòng được. May mắn là còn trở về nguyên vẹn, nguyên hình người, nhưng mà bên trong không biết là cái ngàn vàng ngàn viếc gì, không biết là có bóc tem bóc tiếc gì chưa. Đấy, rất là nguy hiểm, không phải đơn giản, còn chưa biết nhà cửa đâu, không biết nhà cửa đâu mà cứ thế mà đi, xong là đi lấy chồng nháp, không có yêu đương gì cả, không biết người này như nào cả. Đấy, đấy là một cái thiếu nhận thức các bác ạ, thiếu nhận thức. Nên là mong rằng là các cô các bác khán giả hết sức là thông cảm cho em sinh, để may là còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Đấy, vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Đấy, còn bây giờ thì xin mời mọi người, đấy, còn cơ hội làm lại cuộc đời không có là dở đấy. Ngày hôm nay là mang này vào thử, nhưng mà kết quả thì khả năng là sẽ đợi hôm sau mới biết được, không phải thử phát lên luôn được, rất khó. May là còn chưa bị làm sao, nếu mà có bị làm sao thì cái hậu quả lúc đấy là không phải là đơn giản đâu. À, vì một cái thiếu suy nghĩ. Nhiều cô bác có nói, nhưng mà thứ nhất là mình hiểu là ngôn ngữ bất đồng với em sinh. Cái thứ hai nữa là em sinh chả có trình độ gì cả, lớp 1 tịt thì khó lắm, không nhận thức được gì về xã hội, khó. Cái thứ ba nữa là không còn bố mẹ giáo dục nữa, thì chỉ phụ thuộc nhà chú. Đấy, chú nói nhiều thì là còn định giải quyết bằng lá ngón các thứ, nên là chú cũng sợ. Đấy, nên là cho đi lấy nháp, thử nháp xem đấy, là biết ngay cái cuộc sống như nào mà. Biết ngay là sẽ khó khăn hay là vất vả mà. Ôi dồi. Đấy là như thế. Còn nếu mà tu trí làm ăn. Sinh ơi.
mặc áo khoác vào. Lấy cái gì đây? Lử đâu? À, lử đâu rồi? Lử đâu? Hu lử mu lử lo na. Di đi gọi lử với đây. Lấy cỏ à? À, biết nói tiếng Kinh rồi đấy nhỉ. Con bò to lắm rồi các bác ạ. Nhưng mà mấy hôm nay rét quá. Đấy, cái câu chuyện bạn ấy Minh Hiếu nói đấy là còn may đấy, còn may là còn có cửa quay về, nhà cửa đàng hoàng, mọi thứ các cô các bác mạnh thường quân lo, từ miếng cơm manh áo không thích lại còn thích đi đi lấy chồng nháp thử xem cuộc sống ra sao. Sau khi đi 2 tháng là biết được là nó vất vả như nào rồi, khó khăn như nào rồi. Và cũng nghe tâm sự rằng là cái người chồng kia là không còn bố cũng không còn mẹ rồi. Xong là uống rượu về còn nát bét, lính mấy trận đòn, lính tạm mấy trận đòn. Đấy, cũng thấy sợ rồi, không sống được đâu, nói thẳng thế. Cứ say rượu về mà đánh lộn suốt ngày là thôi đi về đây anh nhờ cái. Đi về đây, lấy cỏ về cho con bò đi. Đấy, không phải là cái chuyện đơn giản. Say rượu về cứ đánh, bây giờ vừa mới còn chưa được 2 tháng đã dính mấy phát rồi, dính mấy cái đòn rồi. Còn dài, về lâu về dài thì làm sao mà sống được, sẽ không bao giờ sống được. Đấy, cứ ở nhà chăm ngoan chịu khó cắt cỏ như thế này là cuộc sống nó chả thay đổi à. À, sao mặc mỏng thế, mặc áo khoác vào. Sao nào, về đây sao nào. Đấy, có cái ấy không? Có cái cắt cỏ, chạm cỏ không? À, có đấy. Rồi, cứ tạm thời như thế đó. Có mua rau chỉ mua? Rau tà không? Rau tà hả? Ồ, đây toàn lá cây. Đấy, cho nó ăn tạm, ăn một bó được. Nhưng mà chắc là phải cắt ra, cắt đúng không? Thôi, đo nè. Đi về đây anh bảo cái này xong rồi anh còn về sớm tí. Đâu rồi? A Lử đâu rồi? Ôi dồi, ồn ào quá nhỉ. Ồn quá các bác ạ. Bên kia cái đi về đây Lử ơi. Bên kia cái máy cưa ồn quá. Thế nào? Tình hình nào? Có rét không? Có chứ. Hả? Đây em sang bên này. Nhá, phiên dịch cho anh nhá. À. Ra đây. Anh gắn nhờ cái mic để nói chuyện với các bác tí cho to nhá. Vâng. Thế là từ hôm anh vào đây là Sinh đây, cậu Di sang bên này đi. Sinh đứng đây. Đấy. Là đi mặc áo khoác vào. Lũ xò xò nhanh. Sao là mặc phong phanh thế? Cậu này lũ xò xò say say. Nó cho chữ. Tí nữa mới đi học à? Vâng. Thế tối này chưa đấy á? Chưa. Tí này em đưa đi à? Vâng, tí em đưa đi. À. Nếu mà tí không đưa đi thì sáng mai mới đưa đi. Ừ, sáng mai đưa đi cũng sáng được. Sáng mai 6 rưỡi. Ừ. Đấy. Con bò là cũng đói rồi đúng không? Ừ. Thế đi cắt cỏ tận đâu mà không được tí nào? Sáng ấy. Sinh ấy. Thì sáng ấy. Cắt chưa? Được tí nào chưa? Hay là chưa được? Có một người lại tao chả lúc nào. Mới đi đến chú cắt cỏ thôi. Mà à, anh gửi thì em gọi cho nó về thì ngay thôi. Ừ, rồi. Chưa cắt được tí nào. Chưa cắt được tí nào đúng không? Vâng. Thế từ hôm nọ anh vào đây xong là đi lấy quần áo về hết rồi. Vâng, đi lấy quần áo về hết rồi. Em lại đi à? Không, nhờ thật sự nhờ chú ở dưới khẩu khứ đấy. À. Nhà chú ở dưới cửa cứ đấy lại đi lấy căn cước với lại lấy quần áo về hết rồi. À, nó giữ cả căn cước à? Vâng.
nó giữ căn cước làm cái gì? Tôi không biết, nhưng mà sân nó bảo nó quen ở nhà. Quen nó gì? Vâng, nó quen. Chú với lại sân đi thì không gặp trong sân đâu. Không gặp à? Nó đi làm ở đâu rồi? Không biết nữa. Thế là nó nhất trí là bỏ rồi gì, không lấy đâu gì? Nhất trí rồi. À, quyết định là không lấy nữa đúng không? Hôm nọ đi là lấy quần áo đi hết. Lấy quần áo về hết rồi. Bây giờ lấy quần áo về hết rồi. Vâng. Nó cũng có gọi điện hỏi thăm gì không? Không. Không gọi điện hỏi gì à? Không. Thế không lấy là thôi à? Thế hỏi sinh còn muốn đi lên nữa không? Có phải giá mình chưa à? Không muốn nữa. Nhà chi nhé? Nhà mua rút chi gì nhé? Nó hào chơi về nó lại đánh cho thì sinh hết mặt thì mới biết được. Đấy. Còn may mắn đấy. Thế hôm nào là anh ở khẩu khứ là lai đi à? Vâng. Chứ không phải em lai đi đâu gì? Không. Chú sùng chú ván lai đi ấy. Lai đi lấy hết quần áo về, với lại lấy các cước về. Bây giờ là không còn gì ở bên kia nữa đúng không? Không. Thế sang bên kia lâu thế này, công an nó cũng không hỏi thăm à? Có một cái ta nó tỏ lúc thì là công an của nông đi chẳng à. Bảo công an nó không hỏi gì. Không hỏi gì đúng không? Vâng. Đấy thì như bạn ấy mình Hiếu nói đấy, thì hôm nay anh vào đây nhá, là có cái việc như thế này. Anh, cái này em biết là cái gì không? Chứ có của con trái gì? Lừ biết không? Đây đây. Em xem nào. Đây em xem đi. Cho gì là cho chỉ? Không. Không, cái này là cái gì em có biết không? À, cái này biết rồi. Cái gì? Biết ngay mà. Là cái gì? Cái đồ thề. Hả? Đồ thề, đồ bế, đồ em bế đây. Em biết dùng không? Có chứ. Vâng, em có biết dùng không? Có chứ. Thế anh bảo nha, anh dặn nhá. Anh mua cái này để vâng. Mai cho Sinh thử xem nhá. Vâng. Sinh bảo là đợt trước bảo là chưa ngủ với chồng đúng không? Vâng. Ngủ giờ làm gì chưa ngủ đi, hàng 2 tháng chưa ngủ. Nói thế nào thôi, nói thật đi. Đây là như thế, nhưng mà dạo này nhìn mặt xanh xao nhá. Giờ nhìn mặt xanh lắm rồi nhá. Có khi còn mua túi mít nhỏ rồi đấy. Anh Hiếu để căn thử mua cho nó xị ấy, mua mình nhận chỉ mua. Căn thử có xị á. Phải không? Nhìn mặt là xanh xao rồi các bác ạ. Nhìn mặt là khi mà con gái mà dính trưởng là biết ngay mà. Mặt xanh xao là biết ngay. Đấy. Nên là không ai tốt như anh nhá. Vợ anh nhá, túp bò nẻ còn chưa rua cái này cho đâu. Túp bò nẻ khác đi rua đấy. Vợ anh còn khác đi mua đấy. Không, anh không mua cho đâu. Em là tuyệt vời rồi. Quá đỉnh cao rồi nhá. Em mua cho em cái này nữa đây phải tuyệt vời. Nhưng mà các bác đừng có hiểu lầm là cái sản phẩm của em, à của Minh Hiếu nhá, không phải của Minh Hiếu đâu nhá. Lại bảo là gán vào cái chuyện là Minh Hiếu là tự nhiên lại muốn đi mua cái này cho chết dở. Chết dở đấy. Là cái này là em biết rồi đúng không? Biết em rồi. Dùng rồi đúng không? Vợ em cũng dùng cái này rồi đúng không? Cũng dùng rồi. Biết dùng và dùng vào lúc nào? Dùng vào sáng sớm. Đúng rồi, chúng chính xác sáng sớm nhá. Nhưng mà hỏi lần cuối cho nào. Đi sang bên kia ngủ bao nhiêu lần, ngủ với nhau bao nhiêu lần? Cầm pe các thử văn ép trả sao kia này. Không, trả lời thật nghiêm túc. Hai thì tiền à, xin lỗi gì? Tên à, khạc hẹn mà, hai thế thì là hẹn mà. Bao nhiêu lần? Hả? Bảo hai lần. Hai lần. Đấy. Ủa chỉ chịu ủa? Quá. Không phải cười đâu. Quá chị thế. Đấy, đây là như thế. Chắc chắn là dính trưởng rồi. Đấy, tự nhiên lại mất cái ngàn vàng, tỷ vàng cho người ta rồi. Đấy. Mà lại còn không biết là có khắc phục hậu quả không, gây ra hậu quả, nhưng mà trốn rồi, bây giờ là không lấy rồi. Nhá, có em bé là một cái câu chuyện đấy nhá, không phải đơn giản đâu nhá.
Tức là anh em dặn em như thế nhá. Vâng. Nghiêm túc nhá. Ừ. Không phải cười đâu. À. Đừng có cười, anh đấy là anh nói thật đấy. Đấy, chưa hiểu gì cả, cứ tưởng là chuyện vui à. Đấy, có con là một cái điều là không phải đùa đâu, nhưng mà nhìn dạo này mặt xanh xao lắm. Đấy. Thì là hết thì à, thế là hết giờ có lần chơi mà tất cả thì có một mình nhận mà gan thủ có sĩ, gan thủ có sĩ hắn lại nói hết, mưa là chỉ mưa mà cái lực bắc hữu tạng thế thì là hết mà, gan thủ có sĩ á, lúc gì nói thì cái đó cho hắn giải nhập, cái gan thủ sĩ mà, sao mai thử xem, sao mai thử nhá, sao mai thử em chụp ảnh cho anh nhá, sao mai thử xong em chụp ảnh cho anh nhá chưa? Vâng. Em chụp ảnh cho anh xin nhá. Vâng. Xong gửi Zalo cho anh xin nhá. Vâng. Chụp ảnh gửi Zalo cho anh xin nhá chưa? Vâng. Mai thì anh không vào được. Thực ra là Minh Hiếu không ở đây ngủ cùng ở đây, sáng mai theo dõi cái kết quả được. Nhưng mà Lử nói là chính xác rồi các bác, Lử là cũng đã dùng rồi đúng không? Vâng. Vợ Lử dùng rồi đúng không? Dùng rồi. Cái này là lấy vợ là biết rồi. Yeah. Nhưng mà mỗi anh chưa biết thôi. Anh chưa biết, hôm nay anh đi mua thì chị ở cửa hàng dược bảo là thế mày cũng biết thì cái này phải về và hỏi vợ chứ, nhưng mà không phải mua cho vợ khổ thế. Em mua cho vợ là vợ khác đi mua rồi. Ừ, con gái là đi chơi là dính đòn là phải đi mua ngay cái này đúng không? Đúng rồi đấy. Phải không? Đúng rồi. Anh nói đúng không? Đúng chứ. Nhưng mà em này là không biết nên là anh mới mua cho đấy. Nhá. À. Chỉ Paul mới rua cho đấy. Nhưng mà Paul là tự đi mua rua nhá. Mua của khư rua đấy. Đấy không phải là chuyện đơn giản đâu. Ờ, đấy là như thế, một cái câu chuyện rất là nghiêm túc các bác ạ, không phải là Minh Hiếu nói cái này kia đâu, nhưng mà Lử thì biết rồi, đã dặn Lử rồi. Đấy. Là sáng mai nhá, em tí nữa em nói với Sinh nhá, sáng mai sáng sớm dậy đi đái lần đầu tiên ấy. Vâng. Lúc nào ngủ dậy đi đái ấy, thì đây đi hứng vào cái này. Đây, đái vào đây. Vâng. Nghe chưa, bảo em đái vào đây. Tí nữa em nói tiếng Mông bảo nhá. Vâng. Xong là không thì bảo vợ em lên lúc nào đái xong thì bảo vợ em lên xé cái này ra nhá, xé cái này ra. Ở trong này nó có một cái que, có một cái mũi tên đấy. Vâng. Có cái mũi tên, em biết mũi tên không? Có chứ. Mũi tên này, mũi tên nó như này thì cắm mũi tên xuống, hiểu chưa? Vâng. Đây, kết quả nó như thế này. Một vạch là không có thai này. Hai vạch là có thai này. Vâng. Thấy chưa? Vâng. Mai là khi nào mà ấy là chụp cho anh cái ảnh nhá. Vâng. Em chụp cho anh cái ảnh nhá chưa? Vâng. Biết chưa? Cho cái gì nhỉ? Xính nhỉ? Xính vừa dạy chú là cái gì nhỉ? Cho gì hụ cái gì? Hả? Cho nước tiểu vào đây là nói như nào? Cho gì... Xem nào? Hụ à? Hụ lút tay phải không? Dạ, lút tay. Cho gì cho? Dạ. Hụ lút tay cho gì cho? Dạ. Nhớ chưa? Sáng sớm dậy, bình minh dậy là phần là thử xem nhá. Đấy, không có là không được đâu. Mai thử thế như thế nào thì em chụp ảnh cho anh. Chụp ảnh. Bây giờ em phải dặn Sinh là sáng mai dậy sớm là như thế này kia, không nó không biết đâu. Vâng vâng. Đấy, dặn như thế. Căn thủ cơ sân do cho thật tới gì mà có cho ít tại gì hết cơ. Lao ở bố và ta hơi mua tù và ta hơi cho ra hơi dễ trình trình khó mà lại cho chạm cái là hiểu chưa? Cái tóm lại là hiểu chưa? Pau chỉ pau, không pau thì gọi pò nè Lử lên nhá, nhớ chưa? Đấy, đây là như thế các bác ạ, là ngày mai là sẽ biết được kết quả như thế nào. Bây giờ thì cũng không thử được. Mình hiểu đi hỏi là không được. Sáng sớm mới được nhá. Vâng. Còn sáng sớm quên là thôi đấy, đừng có thử là không chính xác đâu. Sao mất tiền không ấy? Sáng sớm vệ sinh lần đầu tiên thôi mà. Vệ sinh lần đầu tiên đấy. Vâng. Là đái vào. Vâng. Nhá. Đấy là Lử là cũng biết rồi, mai sẽ chụp kết quả gửi cho anh. Đây là như thế, không phải là anh nói nghiêm túc với em đấy nhá. Em không phải là nếu còn nhẹ mù du chi là thôi. Đấy. Nhẹ chi nhẹ? Chi nhẹ à? Mù du chi phải dùng y giả co cu chứ. Hả? À, cái thằng gây chân, thằng nát rượu cũng đi lấy là thế nào? Phải dùng y giả cu mù mà xứng đáng chứ. Hả? À, dùng chi dùng. Hả? À, đấy là anh dặn em như thế nhá, em dặn lại Sinh nhá.
Đấy, còn cái việc thứ hai nữa là ban nãy Minh Hiếu nói rồi, cái số tiền của bác Nguyễn Việt Hoàng khả năng là tuần sau anh sẽ mua cho một bộ bàn ghế, lúc nào anh mua thì anh sẽ gọi em mang lên đây nhá. Đấy, còn dê thì anh chưa biết được, phải ổn định tư tưởng đã, xem tình hình như nào đã, không phải là mua cho dê xong là đến lúc là lại trốn đi lấy chồng tiếp là chết dở. Đấy, là không còn ai đi cắt cỏ là chết dở. Đấy, không phải đơn giản đâu, suy nghĩ chưa thấu đáo, em cũng phải dặn em là như thế. Sau một lần vấp ngã thì phải rút kinh nghiệm nhá. Không phải đi lấy chồng mình phải tìm hiểu sao đàng hoàng chứ, ở Lũng Hồ này thiếu cái gì người? Đúng rồi đấy. Đúng không? Đi lấy xa làm cái gì? Thôi Lũng Hồ, xã Lũng Hồ này có nhiều người mà. Có nhiều người đi lấy tận đâu, bao nhiêu người còn ế vợ ở Lũng Hồ này thì không đi lấy đi. Đúng rồi. Lấy ở đây còn anh em còn biết đường, đúng không? Đi sang bên đấy uống rượu hay ăn cơm hay ăn cố cũng nó cũng gần đúng không? Đúng rồi. Đi lấy tận đâu không biết, may người ta không bán sang Du Quốc đấy. Đấy, bọn em là làm như thế là không được nhá. Nhắc nhở các em một tí, không có bố không có mẹ thì các bác thương thôi, chứ còn nếu mà có bố có mẹ mà như thế này người ta không thèm để ý luôn đấy. Đấy. Tại vì là các em là không có bố không có mẹ nên là các bác mới thương như thế. Mới lo toan như thế thôi, mới có tiền có quà như thế thôi, đừng có phải tự nhiên có như này đâu nhá. Nói cho các em hiểu là như thế. Đấy, không có phải tự nhiên là có này đâu. Cảm ơn chào tí là hiện lên vô chung ấy vô thảo tôi mà thì có nhớ chữ tôi gì vô quan niệm mà tí là hiện lên mà đi vô trí tôi nấy dù như nói có bay sợ là các em mùa vô vào lại là chỉ muốn là có tôi gì vô quan niệm cho các bạn muốn còn đấy ở nhà mà chịu khó nhá, cắt cỏ cắt kiếc nhá và nuôi em đàng hoàng nhá, anh sẽ mua dê cho. Đấy, nói với em như thế. Vâng, nó vừa bảo là nó cứ ở cùng thằng Di, để thằng Di nó lấy vợ thì nó mới đi, nếu mà nó không đi thì nó khác ở cùng thằng Di không được. Không phải lo chồng làm gì, mai anh khác tìm chồng cho nhá. Anh khác tìm chồng cho, đầy người còn đang ế không có vợ kìa. Mai anh khác tìm chồng cho nhá. Cu sẽ cho cò đi mua du chi, nhớ chưa? Tìm người đàng hoàng, tìm cái thằng nát rượu làm cái gì. Đấy, hôm nay thì Minh Hiếu cũng không vào nhà nữa. Hiện tại thì cũng khá là gần tối rồi. Trời mùa đông lạnh cực kỳ luôn, bìa lạnh sâu lắm. Đấy, xong là bảo các em mặc áo ấm vào, không phải mặc như thế này đâu. Vâng. Phải lu sò sò vào chứ, sẽ lại mặc như kiểu thế. Nhớ chưa? Đấy mà ban nãy anh nói đấy là cuối tuần này khả năng là anh sẽ sử dụng cái số tiền kia nhá. Là mua cho hai chị em một bộ bàn ghế. Đẹp. Đấy, còn về vấn đề tiền dê thì như em Sinh nói, nếu mà làm được thì anh sẽ mua, được chưa? Còn nói mà sợ, anh sợ nhất là nói không làm được thôi. Đấy, tư tưởng rất là lung lay khi mà chưa đi lấy chồng là Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn đã cũng đã nhắc nhở rất là nhiều rồi. Bảo rất nhiều rồi nhưng mà quyết tâm đi. Đấy, đi một lần là biết rồi. Đấy, mất rất là nhiều thứ và được thì không được cái gì cả. Đấy, mất rất là nhiều thứ. Đấy, còn bây giờ đây cái này anh giao cho em nhé. Dạ vâng. Cái này anh giao cho em. Em hướng dẫn mới biết làm được, không có nó không biết làm đâu, nhớ chưa? Dạ vâng. Không thì bảo vợ cũng được, bí quá thì bảo vợ cũng được nhá. Bảo vợ hướng dẫn cho nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Không có là tỉnh vô rồi con. Ừ, sau sáng mai là lử nhé, xong là chụp kết quả cho anh nhé chưa? Dạ vâng. Thử xong là chụp kết quả cho anh nhé. Vâng. Đấy, không có là không được. Đấy, nên là ngày hôm nay là Minh Hiếu đến và xem tình hình các em như thế nào. Đấy, phải nói là rất nhiều cô bác là quan tâm hai chị em, phải nói là như thế. Thì mong rằng là video lên sóng thì mong rằng các cô các bác thì có những cái góc nhìn khách quan hơn. Đấy, phải nói nữa. Nhiều cô bác thì ban nãy Minh Hiếu nói ở phần đầu ấy thì rất là không hài lòng với cái việc Sinh đi lấy chồng sau khi rất nhiều, kể cả chú Ly bí thư chi bộ nói cũng không nghe. Đấy, may là còn có cơ hội làm lại. Đấy, hy vọng rằng là sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đấy, đi mất cái ngàn vàng rồi không biết được cái gì,
chưa được cái gì cả, không được cái gì cả, chỉ được những cái trận đòn. Đấy, được lái mỗi trận mấy trận đòn. Đấy, mất cái ngàn vàng cho được lái mấy trận đòn. Đấy, ngày hôm nay thì hôm trước hỏi không thèm nói là chưa ngủ, nhưng mà hôm nay nói ngủ hai lần rồi. Đấy, ngủ với nhau hai lần rồi. Đã hai tháng thì chắc chắn ngủ rồi. Bố mẹ thì không có, anh chị thì không ở nhà. Đấy, có mỗi hai trái tim vàng thì không ngủ với nhau thì ngủ đâu. Đấy, chả có ai cả. Nên là nói dối thì không qua mắt được. Đấy, bây giờ nhìn mặt rất xanh xao, khả năng là dính đạn rồi, dính đòn. Đấy, thử sẽ biết được. Đấy, mong rằng là các cô các bác sẽ vẫn luôn thương hai em. Thực ra là thương hai em thôi, không có bố mẹ thôi, không có người giáo dục, văn hóa không có, nhận thức kém. Đấy là như thế. Đấy, còn nếu mà có học hành thì chắc là biết được rồi, đúng không? Không đi học, ngày xưa không đi học là tội như thế. Không nhận thức được vấn đề, nên là khó. Đấy, còn cái tài chính thì bạn em Minh Hiếu cũng nói qua như thế. Cuối tuần sau khả năng sẽ mua cho các em một bộ bàn ghế để đón Tết. Nhiều cô bác cũng góp ý rằng là mua một bộ bàn ghế inox, nhưng mà quan điểm của theo ý của bác Nguyễn Việt Hoàng thì là mua bộ bàn ghế như nhà em cớ, còn dư bao nhiêu thì sẽ mua dê. Còn tiền mua dê thì bác cũng gửi riêng rồi, đây là như vậy, kể cả chị Hà cũng vậy rồi, có gửi riêng tiền mua dê rồi. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Mình Hiếu xin phép được khép lại video ngày hôm nay ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Mình Hiếu. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập phim tiếp theo. Xin chào.